Hôm nọ em còn đợi chị không thấy chị đến ấy, em còn chưa đi lấy sổ sổ của em gửi ở trên nhà mẹ. À thế hôm nọ chị bảo đến nhưng mà lại bàn không vừa ấy, không đến hôm nay rồi. Chị đến xem. Dạ vâng, thế chị cứ vào nhà sau để em đi sang bên nhà mẹ lấy sổ đó xong để chiều chị quay lại. Thế thì chị về để chiều chị quay lại. À vâng, thế vâng, thế thế chiều chị qua nhé. Vâng, thế để chiều em đi lấy sổ đấy nhé. Nhà mẹ em có xa không? Nhà mẹ em cũng không xa lắm đâu, đi tầm đi bộ tầm 2 tiếng, hay hơn 2 tiếng tí, nếu mà em đi xe thì 1 tiếng thôi. Thế chiều chị qua nhé. Vâng, không đợi được đâu. Vâng, vâng, thế chị đi. Vâng, thế chào chị nhé. Rồi em đi lấy sổ với mẹ. Tại sao con lại bán nhà? À bên đấy kiểu một mình khác ở hoang vắng quá, lại luôn gặp nguy hiểm khi mà con mình bán đấy, xong là con đi ra ngoài kiểu sống ở trong nhà với con người một chút. Thế cũng được. Chỉ là ở nhà chỉ cho em biết là lấy đi
em đã bảo thủ tính như em bán nhà kia xong là em mới tính là xin cho anh chị sang bên này ở một vài ngày em cứ bây giờ mà đi mà cái chuyện à đi mà chỉ có tại hôm chiều mười mà na điều mười như cả mà phụ anh dâm hết đâu cái điểm số này thật cháu tổng đô đô từ dâm thì mà tôi bệnh chịu mà thôi mà anh hắm mà tôi nằm mà tôi biết tôi cứ mà cá con cũng cào đi qua mày à đau qua dựng nó giống từ đây qua thì nó kéo tôn giống tạm là giờ có điện mãi để học tôi nhìn cháu thì mình như mà để mà cái chị với quách thuê nó tổng nhầm mình đo tổng cô ha có dự định mình có mãi để tao mình cháu thì mình như nhà của mình kéo đút phai của ông kéo phẳng nhu cháu để cháu cũng cháu thì là đòn người ta lại mà đêm ấy mà cháu liệu mà cũng kiếm cũng to tôi đòn cháu cứ cháu phai như cháu tay nhiều quậy cho mày mày theo như mày nghe cho quản tu này nè phụ tổ tu mình quản tu này có mày tổ phật ấn nó theo luôn xe rủi mày có cô phi vui như cái gì mà theo cả nó mà cả tu kiện mà lại thì mà lại mà cả tu luôn cho quản luôn đỡ phải luôn tu để cho có lộ như thế này để cho trang trại đấy quản tô mãi với cô phi cho quản xiên rồi dạ nó hồ đó có giờ mai ổn định nghe cho chạy này thì tôi hết ngày nay cần dẫn ổn định lúc làm nguy hiểm con thật từ từ con thật suy nó
nước tiêu tan cả thịt luôn. Chưa nãy à? Tại kêu là ăn đậu đấy, như là ăn tiết thọ đậu. Quần thốt á? ว่าด้วยยี่สิบสองมันเนี่ยร้านนี้ตู้จะปูตาตู้จะตามละตัวนี้เนี่ยละตู้จะไปตามเหรอเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ยี่ตัวเดียวหนาโหห้าหอยโอ้หอยน่าเต่าเอ้ยเต่าเอ้ยหิ้งเอามาหาลำดีโอ้ด้าเต่าหัวต่อเนื้อโหว่ะอืมต้นเต่าละโอ้หิ้งเต่าเนี่ยเอ๋ลำดีโอ้โห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 โ
Chị, người mua nhà cũng lâu, nhưng mà em xem
những cái mình phải là phải tiêm đà đặc biệt tại đó ở trên hai tiêm dùng cái gì cái hạt dưa dùng cho cái nó bị cái mình đã thử nhưng không thể nào ngoài đó à mới cơ mà phải chấm mai hả là đi mà hạt như vậy để chấm mà định là chấm tiêu thụ đi mà hạt tự nhiên nha ở trong mà được cái đấy cái riêng thằng tòa an anh chị cháu gì chị cháu này còn cái chứ hả quên sau cái chuyện như đi rất quyền tệ tiền tư nhập việc tệ ha tiền tệ tệ ha có được ha cái này biết này hoa đây là đứa tài mà tổng tòa an đi á hay sao là gì chấm nha cháu ai tự kể à ha cũng cần được cha nó trả lại xây chị tìm nha, tìm hồ nè. Bèn cái tháng thấy bò. Chà hồ dạ bà phải ra ra. Đây một lát hồ cho tôi kiếm đưa. Đi ở trên trái cổng nha, mà cả hơi nên mà không nhung chùi. Như như này nó mà tôi quá. Đây là người mua, đó là người bán. Đây là người chú biết cái chú được đất. Tao thì đúng tay, đúng tướng là mới biết xong, tao thì xong là tại chú đoàn. Mua bán như thế mãi mãi nó mãi nó mà mãi 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 cái gì phía qua thì kiếm dùng mua rồi đấy là hai người người bán đây đấy, người bán nơi ký đưa người mua như này mà cái gì thì mình cũng
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là vô xe hôi mà. Em
tế yêu hậu lâu chút hơn mua tờ sáng mua tế nơi lẫn cũng tỏ hoa kèo mạng tỏ Thank you.
chị giúp em chăn đàn lợn với một con mèo này với con chó này. Vâng. Thank you.
người thương là